Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dán màn hình nano cho iPhone 11. Đây là bước bên mình bóc miếng dán cũ ra và vệ sinh hết lớp keo còn dính sót lại trên bề mặt màn hình iPhone 11. Bước 1. Vệ sinh màn hình iPhone 11. Chúng ta sẽ sử dụng khăn lau chuyên dụng để chùi sạch bụi bẩn trên màn hình của iPhone 11. Bước 2. Ướm miếng dán vào màn hình iPhone 11. Chúng ta sẽ ướm miếng dán sao cho vừa khít với màn hình nhất có thể. Trong quá trình dán, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng để lại lời bình luận ở phía dưới video để cho bên mình được biết. Bước 3. Miết đều keo dưới miếng dán nano iPhone 11. Chúng ta sẽ sử dụng miếng gạt chuyên dụng để miết đều keo dưới miếng dán. Vì còn một lớp miếng dán bao vây trên cùng nữa nên chúng ta sẽ lấy nhíp hoặc tay để bóc miếng dán ấy ra. Cuối cùng, miết đều kéo các góc cạnh góc thêm một lần nữa là xong. Để có thể mua được miếng dán nano cho iPhone 11, các bạn vui lòng liên hệ đến số hotline và đến địa chỉ hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.